Trong điều kiện chỉ là nhỏ nhẹ thôi, và trước khi biểu diễn Mạnh Thắng sẽ phục vụ các bác anh các chị và nhất là chúc mừng cho Việt Anh một số tiết mục như sau. Yeah.
không khí thật là vui. Ngô Thắng xin được biểu diễn một số tiết mục xếp vào thuật. Bây giờ Ngô Thắng hỏi các bác, các anh, các chị, nhất là các em nhỏ, các cháu có thích chú Ngô Thắng biểu diễn xếp vào thuật hay không? Có thích không? Nói to thì có thích không? Vâng, được rồi, tôi sẽ biểu diễn một tiết mục nữa. Có em nào dám biểu diễn với chú Thắng không? Có cháu nào không? Cháu đây đây biểu diễn với chú. Lên đây. Bây giờ cháu tên là gì? Vũ Thành Long ạ. Nguyễn Hồng ạ. Vũ tên là Vũ. Vũ. Thế cháu Vũ năm nay bao nhiêu tuổi? 8 ạ. 8 tuổi. 8 tuổi học năm mấy cơ? Học lớp 2 ạ. Có giỏi không? Bình thường ạ. Bình thường, thế thì cháu học giỏi lên đấy nhá. Thưa các khán giả, bây giờ với cháu Vũ nhá. Chú Thắng biểu diễn một tiết mục vui nữa. Bây giờ chú Thắng sẽ cho cháu Ngũ xem đây là một chiếc lan hoa uốn hình lưỡi kiếm dài 12 phân. Cháu làm nhiệm vụ kiểm tra xem có đúng không? Kiểm tra đi. Thưa quý vị khán giả, một chiếc lan hoa tôi đã uốn hình lưỡi kiếm dài 12 phân và cháu Ngũ đang được kiểm tra. Trước mắt quý vị khán giả hôm nay tôi sẽ biểu diễn phục vụ. Đúng là chiếc lan hoa không? Có. Có lò xo? Không. Không. Chính xác. Không có lò xo. Bây giờ cháu đứng ở đây nhá. Đứng ngoảnh mặt khán giả. Nghiêm vào nghiêm. Rồi, thưa quý vị khán giả nhé, để tôi đo xem từ mũi lên bao nhiêu nhá. Thưa quý vị khán giả là từ mũi lên đến đỉnh trán. Quả cho đây, chú đo ngang tay thế nào? Thưa quý vị, ngang ngang tay. Bây giờ chú hỏi nhá, cháu có dám xuyên đi kiếm này vào ngập vào trong mũi không? Không. Thế bây giờ chú xuyên búng mũi chú nhá. Được rồi, nhìn chú kiến nhá. Quý vị khán giả vỗ tay. Vâng, vỗ tay. Bây giờ tôi sẽ hô đúng 3 câu. Trước mặt quý vị khán giả, trước khi vào xuyên cái kiếm vào lỗ mũi, tôi đề nghị là nhất các em nhỏ nhá, ở đây chú Thắng ra này, về không được xuyên một cái gì vào mũi, nghe chưa? Chết có càng như trời nhá. Tuyệt đối. Bây giờ mũi nhìn lại, chuẩn bị. Đúng quý vị khán giả, tôi sẽ xuyên nhá. Hô theo chú Thắng nhá, đúng 3 câu nhá. Chuẩn bị. 1 2 2 rưỡi. Ô đau quá đấy. Thưa quý vị khán giả, vui một tí thôi. Bây giờ chúng ta chứng kiến là tôi sẽ hô đúng 3 câu và xuyên ngập vào đúng trước các quý vị khán giả nhé. Chuẩn bị nhé. 1 2 3. Vỗ tay. Thưa quý vị khán giả, như vậy tôi đã xuyên chứng kiến và thành công cho đúng mũi. Bây giờ để chứng kiến thằng này giả nhé. Cháu mũi nhá, chúng ta xô ra, xô ra. Đây, đây. Xô ra, xô ra, xô ra. Rô ra, bên này chứng kiến chưa? Rô ra, được rồi. Bây giờ chú rút chứng kiến ra chơi đây. 1, 2, 3, 6. Hoàn hồ. Cảm ơn chú quý vị khán giả, cảm ơn cháu Ngũ nhé. Cảm ơn trên quý vị khán giả, các chị và tôi chỉ biểu diễn một số tiết mục nhỏ nhẹ để cho vui. Chúc mừng sinh nhật 68 cho một tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tiếp chương trình ca nhạc và những bài hát ca khúc hát cho buổi hôm nay. Xin mời ban nhạc ca làm, xin mời các anh chị, xin mời lần nữa chúc sức khỏe các anh chị và các bạn mạnh khỏe.